Các bạn chỉ cần chơi một phát hết 10 triệu nhá. Mày hả bưởi, con này chắc mang đi đâu sửa rồi các bạn này. Đây nhá các bạn nhá, mình cho các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó đang chạy bóng mờ. Đấy, nó cứ giật giật này. Ok, chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một người mẫu đen thui đến từ châu Phi, chết bất đắc kỳ tử, được nhập về Việt Nam và bán ở thị trường Việt Nam với giá 10 triệu một phát. Có nghĩa là các bạn chỉ cần chơi một phát hết 10 triệu nhá. Đây toàn bộ này, đeo này, phun viền này. Thưa bạn, là để sửa được những dòng màn hình đeo hay những màn hình phun viền đặc trị như đeo hoặc là Sony thì thực sự là cũng khá hiếm thợ, vì đến những dòng này thứ nhất là cái tỷ lệ chết nó rất ít, vì vậy là cái tỷ lệ tích đồ cực kỳ thấp. Và đến những cái bệnh như này này các bạn thì gần như là muốn sửa nó thì thực sự là bó tay. Con này là màn 2K nhé. Đây nhá các bạn nhá, mình cho các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó đang chạy bóng mờ. Đấy, nó cứ giật giật này thì thường là bị cái tình trạng này, là lúc được lúc không, giật giật như này ấy, thì thường là không có ít khi do vỉ. Cái tỷ lệ vỉ nỗi chỉ 1/10% thôi. Mà nó bị dịch chuyển như này thì thường là do cái palen của nó có vấn đề. Mà đã lỗi palen với màn hình thì thực sự ở thị trường Việt Nam có, và khẳng định 100% là ở tỉnh nào cũng có người sửa được. Khi mang cho thợ tivi họ ép cái palen này này thì nó sẽ hết cái bệnh này. Nhưng mà cái tỷ lệ hồi quay đầu, nói thẳng với các bạn là cực kỳ cao. Vì vậy là một là phải kiếm được con palen chưa bị phá trinh chúng ta thay vào đây. Hai là các bạn mang đến hãng xem là họ có đổi thay không. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng là lật đít nó ra. Như này thì thực sự là nhìn thấy tiền mà không thể làm gì được, xót xa cho một cuộc tình. Thèm tiền lắm, nhìn thấy có thể ấy nhưng mà không thể nào ăn được cả, không thể nào nuốt trôi cả. Rất đẹp, 10 triệu con màn. Một con màn bằng cả mấy con cây. Đây nhá, chúng ta sẽ lật đít ra. Đây, các bạn có thể tra giá nó. Đây này, hàng đeo là cực kỳ ngon rồi nhá, nhưng vẫn chết bình thường. Hà Nội Computer chỉ nhập về phân phối, vì vậy là nỗi là thuộc thời gian nó bào mòn, nó chết dẫn đến tình trạng lỗi, chứ không thuộc bất kể đơn vị nào, đơn vị bán hay đơn vị sản xuất hay đơn vị sử dụng cũng không thuộc. Mã sản phẩm này U2715H. Con màn này Tùng tra là nó khoảng hơn 10 triệu. Từ đây chúng ta có một kết luận đơn giản là đồ có đắt tiền đến mấy và xuất phát từ bất kể hãng nào đều có thể xanh cỏ đỏ mả, và nhà nước không hề tài trợ chương trình này. Mà thực sự là ở đây chúng ta cũng không thể tra được đâu là cái bảo hành và để mang đi bảo hành nữa. Vì sờ hết cả cái này cũng không thấy một cái tem bảo hành đâu này các bạn nhìn này. Ở đây có... À chết mày hả bưởi, con này chắc mang đi đâu sửa rồi các bạn này. Đây. Ui các bạn nhìn này, đúng là dân ăn chơi. 1, 2, 3 3 HDMI, 1, 2 DisplayPort, 1, 2, 3, 4 USB. Một cổng USB này hình như kết nối với máy in. Cổng này cổng Type C sao này, ngon vãi luôn. Rất tiếc là nó chưa dùng adapter ngoài và nó dùng adapter trong. Vì nếu nó dùng adapter ngoài thì kích thước cái màn hình nó sẽ bị mỏng đi một chút nữa, thì thực sự là hoàn mỹ. Tiếc quá các bạn ơi, các bạn nào có cái màn này mà bị lỗi vỉ nhá, thì các bạn có thể giao thương với nhau, thì liên hệ mình cho số điện thoại của chủ sửa này. Một là ông bán palen cho ông kia, hai là ông kia bán vỉ cho ông này, để có làm sao để cứu sống được một con. Ok, cảm ơn các bạn. Một bài toán rất thương đau cho những người dùng hàng đắt tiền. Khi đã chết thì không có một nhà nước hay một đơn vị hay một cá nhân nào tài trợ cho những cuộc băng hà vĩnh cửu như này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ các bạn hãy đăng ký kênh và hãy ấn chia sẻ video để chúng ta chờ đón cái phần 2. Tùng sẽ tháo toàn bộ nội thất của con màn hình 10 triệu này ra và hướng dẫn các bạn cách sửa palen này. Cộng với video tiếp sau, chúng ta sẽ đi hành xác một con RX580 bản 8GB còn bảo hành chính hãng với giá là hơn 2 triệu một chút. Thực sự là một sự lựa chọn hợp lý, mặc dù nó khẳng định là càng trâu 100%. Hãy ấn vào đăng ký và hãy ấn vào chia sẻ video.